20 ngôi nhà độc đáo có 102 trên thế giới. Chào các bạn đã bao giờ sống trong một ngôi nhà thật sự khác lạ chưa? Hầu hết những ngôi nhà của chúng ta đều làm từ gạch và vữa, cùng một vài kiến trúc điển hình. Nhưng trên khắp thế giới, có những ngôi nhà vượt xa chuẩn mực thông thường. Chúng được xây nên từ nhiều vật liệu khác nhau như kính thủy tinh, đá tảng, container và có hình dáng vô cùng ấn tượng. Và có khi nào bạn mơ ước được ẩn mình trong những ngôi nhà tách biệt khỏi thế giới và không có gì phá vỡ sự tĩnh lặng ngoài trừ tiếng sóng biển hay tiếng xào xạc của cây lá? Hãy cùng Top Ion khám phá 20 ngôi nhà có kiến trúc độc đáo có 102 trên thế giới nhé! Vị trí thứ 20, Howard's Rock ở Shakespeare. Được xây dựng trên một hòn đá nằm ở giữa sông, Howard's Rock tuy không phải là nơi lý tưởng để sinh sống, nhưng nó hoàn toàn thích hợp để nghỉ dưỡng. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1969, một năm sau khi nhóm thanh niên tìm chỗ tắm nắng và nhận ra tảng đá này là điểm lý tưởng để xây nơi trú ẩn nhỏ xíu. Từ khi xây xong, căn nhà một phòng ngủ này vẫn trụ vững qua bao lần lũ lụt và gió bão. Vị trí thứ 19, Transparent House. Ngôi nhà đặc biệt này ở Tokyo được kiến trúc sư người Nhật Sho Fujimoto thiết kế, với những bức tường vách chủ yếu được làm bằng kính và khung nhà thì nhìn giống như những vật liệu để làm giàn giáo. Những bức tường ngăn thông thường giữa các phòng được sử dụng rất ít và hầu như được làm bằng kính. Nếu ở trong ngôi nhà này, mọi sự riêng tư cần thiết dường như không đảm bảo nhỉ? Vị trí thứ 18, Caterpillar House. Đừng nghĩ container chỉ dùng để chở hàng nhé các bạn. Kiến trúc sư Sebastian Iravajavam đã sử dụng tổng cộng 11 container chở hàng để xây lên ngôi nhà độc đáo rộng 371 m² tại Santiago, Chile. Tòa nhà sở dĩ được đặt tên Caterpillar, sau bướm, vì có hình dáng nằm thoải mái theo sườn dốc của dãy núi Andes. Vị trí thứ 17, The Heliodome. Nhà năng lượng mặt trời Heliodome gần Strasbourg, miền đông nước Pháp, được thiết kế như một đồng hồ mặt trời 3 chiều khổng lồ, đặt trên một góc cố định tương quan với chuyển động của ánh nắng mặt trời. Thiết kế nhà Heliodome có thể cung cấp bóng mát trong những tháng mùa hè và làm ấm không gian sống bên trong vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Stonehouse, Portugal. Ngôi nhà nằm trên dãy núi Pape, bác Bồ Đào Nha đem đến cho câu thành ngữ tiếng Anh Living Under a Rock một cách hiểu hoàn toàn mới, được thiết kế từ tảng đá đá cuội. Được thiết kế từ đá tảng và đá cuội, ngôi nhà 2 tầng còn có cả lò sưởi và bể bơi. Vị trí thứ 15, Young Seashell Hall. Trong hình dáng của một vỏ ốc, Young Seashell Hall như một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Nó do kiến trúc sư Javier Senosian xây dựng và có thể làm cho cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn do sự sáng tạo và hình dáng cũng như màu sắc, và bạn sẽ được tham quan nó bất cứ thời điểm nào trong năm vì nó được mở cửa phục vụ cho khách du lịch. Vị trí thứ 14, Modern Razor Residence. The Razor House là một kiệt tác kiến trúc độc đáo nằm ở La Jolla, California, bên cạnh vách đá giữa công viên bang Torrey Pines. Từ ngôi nhà này bạn có thể nhìn thấy được toàn cảnh ngoạn mục của Thái Bình Dương. Ngôi nhà được trang bị hệ thống tự động hiện đại, được điều khiển qua iPad, cho bạn thay đổi ngay lập tức các thiết bị giải trí âm nhạc, cũng như điều khiển ánh sáng và cửa sổ. Một trong những yếu tố thiết kế độc đáo nhất của Razor là hồ bơi vô cực, tạo cho bạn cảm giác siêu thực là hồ bơi đang chạy thẳng vào đường chân trời của Thái Bình Dương. Vị trí thứ 13, The Hobbit House. Lấy ý tưởng từ xứ sở của người Hobbit trong phim Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn, The Hobbit House được xây dựng từ những vật dụng có sẵn trong tự nhiên như gỗ và thảm cỏ. Mục đích khi xây dựng, chủ nhân ngôi nhà cho biết nhằm tạo ra một không gian sống ấm cúng, thanh bình giống như truyện cổ tích.
Vị trí thứ 12, The Roundabout House. Một ngôi nhà có thể được chìm dưới mặt đất và nâng cao lên, hoặc thậm chí xoay được bao quanh bởi thiết kế đặc biệt. Tầng trên ngôi nhà có khu tiếp khách với tầm nhìn ra núi, trong khi tầng dưới là hồ bơi. Các cửa sổ cao hơn một chút so với mực cỏ bên ngoài, và bạn có thể nhìn thẳng lên những ngọn núi Kronos ở phía sau. Nhà xoay ở Cộng hòa Séc đã giành được nhiều giải thưởng về nhà ở sinh thái, cũng như khá vất vả cho Bohumil Hohta vì phải mất gần 3 thập kỷ ông mới xây xong ngôi nhà này. Vị trí thứ 11, The Glass Pavilion. Glass Pavilion là một thiết kế tiêu biểu đại diện cho lối kiến trúc hiện đại, được xây dựng dưới những lùm cây sồi ở Montecito. Ngôi nhà này sẽ cho bạn sự ấn tượng ngoài tưởng tượng. Một ngôi nhà gần như hoàn toàn bằng kính, cho phép người cư ngụ được thoải mái bên trong khi hoàn toàn bao bọc bên trong thiên nhiên. Điểm độc đáo của nó nằm ở chỗ, thông qua việc sử dụng các dầm thép kết cấu lớn, ngôi nhà có thể di chuyển trên một bãi cỏ rộng lớn. Các nhà xây dựng đã mất 6 năm để hoàn thành cấu trúc đột phá này. Vị trí thứ 10, The Jellyfish House. Với thiết kế trong veo độc đáo nên Jellyfish House được lấy làm tên của ngôi nhà. Chính các kiến trúc sư đến từ Vienna Ares Architects đã thiết kế nên nó tại Marbella, Tây Ban Nha. Điểm đặc biệt của ngôi nhà chính là phần hồ bơi nằm trên tầng thượng, được thiết kế bằng kính chịu lực, giúp lấy bóng mát cho phía dưới và cảm giác lạ khi bơi tại đây. Vị trí thứ 9, Carriage House. The Carriage House ở thành phố Warsaw, Ba Lan được biết đến là ngôi nhà hẹp nhất thế giới, nằm giữa hai tòa nhà và có chiều ngang chỉ khoảng 92cm đến 152cm. The Carriage House được xây dựng vào năm 2012 bởi kiến trúc sư Jakub Skresny. Công trình được xem như một biểu tượng nghệ thuật của tổ chức nghệ thuật đương đại Ba Lan, nhưng không biết chúng ta sẽ sinh hoạt như thế nào với diện tích hẹp thế nhỉ? Vị trí thứ 8, Skyphere Tiny House. Công trình Skyphere của kỹ sư Jono William được đặt tại một vùng quê hẻo lánh ở New Zealand. Đó là một ngôi nhà nhỏ với hình dáng tòa tháp tương lai, hoàn toàn được cung cấp năng lượng mặt trời và được điều khiển bởi hệ thống Android. Khi ở bên trong, bạn sẽ thấy cửa sổ bằng kính suốt từ trần đến sàn với tầm nhìn toàn cảnh đáng kinh ngạc. Vị trí thứ 7, One Strong House. Issei Izuma là kiến trúc sư thiên tài người Nhật đã tạo ra ngôi nhà gỗ độc đáo cho hai bà lão nghỉ hưu, một người là công nhân xã hội và một người là đầu bếp. Ngôi nhà nằm biệt lập giữa rừng cây xanh, nó có hình dạng giống như năm cái lều, trông thật sự rất bắt mắt. Căn nhà rộng khoảng 100m² và là sự kết hợp hài hòa và hoàn hảo giữa phong cách tối giản và sinh thái. Hãy tham khảo nó nếu sau này bạn về hưu nhé. Vị trí số 6, Antula. Tọa lạc tại thành phố sầm uất hoa lệ bậc nhất của Ấn Độ, Mumbai, Antula là dinh thự của tỷ phú người Ấn Độ với chi phí ước tính trên 2 tỷ đô la Mỹ. Antula được đặt tên theo một hòn đảo thần thoại tại Thái Bình Dương. Sau 4 năm xây dựng và thiết kế lại, Antula thực sự lột xác trở thành một tòa nhà hoa lệ 27 tầng, cao hơn 167 m và rộng 37.160 m². Vị trí số 5, The Mirror Keep. Được thiết kế bởi Tam và Vargas Mirror, đây là một trong những khách sạn trừu tượng nhất trên thế giới. Những tấm gương trên tường bên ngoài khiến cho nó gần như vô hình trong rừng. Vị trí thứ 4, The Paul House. Đây là một ngôi nhà đầy ấn tượng bởi nó được xây dựng bên cạnh một sườn đồi có độ dốc rất lớn. Để hoàn thiện căn nhà, các kiến trúc sư phải xây một cụ trụ bê tông với chiều cao 13m làm bệ đỡ. Đường dẫn vào nhà là một cây cầu bê tông nhỏ, được xây dựng để nối căn nhà với sườn đồi. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà có hình viên kim cương độc đáo, cùng với các bức tường kính cho bạn một cái nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của vùng biển Nam Australia. 1. Waterfall Home. Waterfall được gọi là ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị bởi một phần của sàn nhà nằm ngay trên một con thác, xây dựng trong một không gian của một khu rừng. Waterfall còn là nơi lý tưởng để du khách có thể tham quan, nghỉ dưỡng và tận hưởng thiên nhiên yên bình.
Cảm giác được sống trong những ngôi nhà độc đáo mà Topion giới thiệu chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn thích được sống trong ngôi nhà nào nhất? Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành kiến trúc sư cho ngôi nhà của mình. Vậy thì các bạn còn ngần ngại gì mà không sáng tạo để ngôi nhà của mình trở nên độc đáo hơn? Hãy cùng Topion chia sẻ về những dự định cho ngôi nhà của bạn nào. Xin chào và hẹn gặp lại!